Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và trước mặt chúng ta chính là con đường Võ Văn Kiệt. Và bên kia là người ta còn gọi là một cái dòng kênh, kênh Tàu Hủ anh chị. Kênh Tàu Hủ. Đây là con đường Võ Văn Kiệt nha anh chị ơi. Thì con đường Võ Văn Kiệt mỗi bên là 5 làn xe, hai bên là 10 làn xe. Và đây là một cái nhánh. Cái nhánh này còn có một cái tên là kênh Hàng Bàn. Em đã quay lại nhiều lần nhưng mà hôm nay tới đây em sẽ quay lại toàn bộ cái con kênh Hàng Bàn dài 1.500 m. Dài là 1,5 cây số anh chị nha. Mọi video trước thì em chỉ quay một đoạn ngắn là đang thi công thôi, nhưng mà hôm nay thì em sẽ đi hết con kênh này luôn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì cũng hy vọng rằng anh chị sẽ ủng hộ video này. À, chào, chúng ta thấy rất là nhiều rác anh chị. Bởi vì cái dòng nước này là dòng nước động anh chị nha. Nó vào được nhưng mà nó không có ra được. Vào được, không ra được, cho nên dòng nước này dòng nước động. Cái chỗ này là chỗ mọi người đi toilet, đi cầu, đi vệ sinh. À, do lúc này em mang hai lớp khẩu trang rồi. Và không dám quay cho anh chị nhiều bởi vì ở đây toàn là phân vân vân các thứ. Ở đây là rác ở trong khu dân cư, nó chảy ra đây. Ở dưới đây thì có ba cái lỗ cống. Đây là rác. Và đây là đoạn đầu. Thì hai đoạn đầu của kênh Hàng Bàn được thi công vào năm 2015 và hoàn thành năm 2017 với kinh phí là 300 tỷ. Với kinh phí là 300 tỷ thì trong đó là chưa tính 300 tỷ kinh phí họ ghi gọn gọn như vậy thì không biết rằng trong đó có tiền đền bù hay không chị ha. Với kinh phí 300 tỷ thì không biết 300 tỷ này có tính luôn tiền đền bù cho dân hay không. Thì theo nghĩ không có trong đó anh chị. Nếu mà tính luôn kinh phí bình đền bù thì số tiền rất là lớn. Ok, đây là đoạn đầu. Đây là đoạn đầu của kênh Hàng Bàn. Kênh Hàng Bàn này đoạn đầu kết nối với kênh Tàu Hủ anh chị nha. Nhưng dòng nước này là dòng nước động anh chị. Dòng nước chảy vào chứ không phải dòng nước chảy ra. Cho nên là rác nó đoạn động ở đây đây. Trong kia thì cái dòng kênh nó bị chặn lại bởi các hộ gia đình rồi. Cho nên nước nó không lưu thông được. Và dòng kênh này có chiều rộng là... Trời ơi, chiều rộng này trên sổ sách nó ghi là 16 mét mà chắc chắn nó phải hơn 16 mét phải không anh chị? Chiều sâu 4-6 mét thì em nghĩ rằng là cũng hơn, cũng có thể là 6 mét. Nhưng mà chiều rộng trên các thông tin em thấy là ghi 16 mét. Nhưng anh chị nghĩ coi, em nghĩ là rộng hơn 16 mét. Ok, cái đoạn cuối thì nó có công viên hai bên nữa. Nhưng mà cái đoạn đầu đây thì gần như không có công viên. Bên khu là khu kênh Lò Gốm thì có công viên anh chị nha. Còn ở đây thì không có công viên. Và cái cách xây dựng hai dòng kênh giai đoạn đầu, giai đoạn cuối nó giống nhau. Nhưng mà cái cách thi công giai đoạn 3 và giai đoạn 2 nó khác giai đoạn nhất anh chị. Cái giai đoạn thứ 2, giai đoạn 3 thì người ta sẽ dùng gạch. Còn giai đoạn nhất thì họ sẽ dùng đá để làm kênh. Còn giai đoạn 2, giai đoạn 3 sẽ dùng gạch để làm kênh. Ok, và bây giờ mời anh chị cùng đi tiếp nha. Thì chúng ta đang đứng đây chính là thuộc giai đoạn 1 của kênh Hàng Bàn. Và giai đoạn 1 này thì đã hoàn thành từ năm 2016, 2017 nha anh chị. Bây giờ nếu mà anh chị lên đọc báo thì gần như không có tờ báo nào giống nhau cả. Ngay cả một tờ báo thì họ viết bài nó cũng khác nhau, các thông tin ở các cái kỳ khác nhau. Ngày xưa người ta nói đọc báo là có kiến thức, mà bây giờ có kiến thức mới đọc báo, mà em không có kiến thức mà còn đi đọc báo nữa thì thật sự nó ngu người luôn anh chị. Không có một thông tin nào là giống nhau giữa các tờ báo luôn. Nó chỉ giống nhau cái từ là kênh Hàng Bàn thôi. Còn lại thông tin về giai đoạn, thông tin về con số, vân vân, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Chỉ giống nhau là một cái từ kênh Hàng Bàn và quận 5, quận 6 thôi.
Ok, thì từ cái đoạn này ra tới con đường Ngô Nhân Tình thì có tổng diện tích phải giải phóng là 5.000 mét, hơn 5.000 mét vuông, và số nhà bị ảnh hưởng là 126 nhà nha anh chị. 126 căn nhà bị ảnh hưởng với tổng diện tích là hơn 5.000 mét vuông. Ok, và bây giờ thì chúng ta thấy đó, người dân họ đã dọn đi hết rồi. Bây giờ thì những người mua lại cái xét nhà, người ta mua lại cái xét nhà anh chị. Người ta tới tháo dỡ củi gỗ này bán được nha, bán tiền khoảng là một khoảng là 500 600 đồng, 900 đồng chứ anh chị. Những cái gỗ này là 900 đồng một ký. Nói chung là căn nhà đập ra thì chỉ bỏ là bỏ cái lê phong thôi anh chị, bỏ là bỏ cái thạch cao thôi, còn lại cái gì cũng có thể quy ra tiền được cả. Ở đây là em đã quay rồi mà hôm nay em đi kỹ hơn, và nguyên cái dãy này thì chỉ có còn vài căn thôi nhỉ, còn vài căn thôi. Anh chị biết ngày xưa kênh Tàu Hũ, con kênh Tàu Hũ là cái kênh người ta, cái kênh Hàng Bàng, người ta còn một cái tên là trên bến dưới thuyền anh chị. Em vô đây nha. Anh chị nghe cái từ tên trên bến dưới thuyền không, là cái kênh này thuyền nó còn vào được luôn. Đó là khoảng trước 50 60 năm trước, nhưng mà khoảng 30 năm trước, ba còn trước đây 30 năm thì người dân của mình đã xây và lấn chiếm cái dòng kênh này. Bây giờ dòng kênh này nước nó còn không chảy được thì tàu thuyền sao mà vô được, đúng không? Ngày xưa thì đọc trên sách thì còn có một cái tên là cái kênh này là cái kênh trên bến dưới thuyền, thuyền nó vào đây nó lấy hàng đi vào được và ra được, nhưng mà bây giờ con kênh này bị lấn chiếm rồi. Thì em cũng xin anh chị ở đây đừng có chửi bới em nha, bởi vì em nói thực tế là bị lấn chiếm một phần. Ví dụ nhà anh chị 4 mét thì anh chị lấn ra 2 mét nữa. Nếu mà em ở đây thì em cũng lấn chiếm luôn. Đừng nói gì anh chị ha. Ai ở đây thì cũng sẽ lấn chiếm thôi. Đó cho nên con kênh này nước nó đọng anh chị. Nước nó đọng nó còn rác không là rác luôn. Cho nên cái việc giải tỏa để chỉnh trang đô thị cải. Thứ nhất là chỉnh trang đô thị. Thứ hai là cải tạo môi trường sống. Thứ ba là quy hoạch lại thành phố. Là một cái điều đáng làm thôi. Thì tất nhiên là cô chú anh chị chuyển đi thì cô chú anh chị là người phải hy sinh cho những người ở lại, cho những người được tận hưởng cái tiện ích sau này. Đó, những căn nhà cũ kỹ có đây khoảng là từ thời thời Pháp anh chị ha, phải nói từ thời Pháp. Ok, bây giờ mời anh chị cùng đi tiếp nhé. Và trên cái dãy đường này, lúc nãy em nói có 126 căn, từ cái đoạn này ra tới Ngô Nhân Tịnh là 126 căn anh chị nha. Bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng là coi như ảnh hưởng hết luôn chứ còn gì nữa, bay nguyên căn luôn. Đây anh chị, họ đang tiến hành dọn dẹp nhà cửa nè anh chị. Đó, dọn dẹp nhà cửa. Chỉ còn một vài căn thôi nha. Số căn còn lại ít hơn số căn đã chuyển đi anh chị. Mấy căn này chuyển đi hết rồi nè. Đó, mấy căn này là chuyển đi hết rồi đó nha. Đó, chuyển đi hết rồi đó. Chỉ còn một số căn còn ở lại, ít hơn số căn đã chuyển đi nha anh chị. Mấy căn nhà anh chị thấy đóng cửa đó, đóng cửa thì thực chất họ đã đi hết rồi, mà người ta tận dụng nhà này, tận dụng cái mặt bằng đó, những người xung quanh họ để rác để đồ thôi, chứ thực tế thì người ta đã đóng cửa đã chuyển đi rồi, nhưng mà người bên cạnh họ mở ra để họ để đồ ké. Hôm nay chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hôm nay thì bên nhà máy nước anh chị họ đi họ thu lại đồng hồ nước nha. Những nhà nào là chuyển đi rồi thì bên nhà máy nước họ tới họ thu lại đồng hồ nước. Thì bây giờ chúng ta nói về giá đền bù chút xíu đi anh chị. Giá đền bù anh chị nha. Đây giá đền bù nè anh chị. Giá đền bù thì nó năm 2023 tháng 8 á. Tháng 8 năm 2023 thì có giá đền bù vị trí 1, vị trí 4 anh chị. Vị trí 1, vị trí 4 thì mình nó không nói rõ là vị trí nào, nhưng mà trên con đường Phan Văn Khỏe nha, nó có dao động từ 30 triệu, 35 triệu, 36 triệu mét vuông đến 95 triệu mét vuông. Đường bãi sậy từ 29 triệu mét vuông đến là 99 triệu. 90 triệu một 900 ngàn một mét vuông. Đó là giá đền bù anh chị nha. Giá đền bù đó là tháng 8 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023 thì cái giá đền bù này được điều chỉnh lại là đường Phan Văn Khỏe thì có giá đền bù dao động từ 40 triệu đến 123 triệu.
đường bãi sậy có giá đền bù là 241 triệu nè, đến 115 triệu. Đó. Đây là cái thông tin cái bảng giá đền bù có điều chỉnh rồi anh chị ha, có điều chỉnh rồi. À, có điều chỉnh và những và một số hộ dân ở đây họ đồng ý chuyển đi. Và một số thì không đồng ý, một số đồng ý chuyển đi vào cái khu tái định khu gọi là khu tái định cư, nói dùng cái từ này ha. Đó là cái khu chung cư trên con đường Tân Hòa Đông và con đường An Dương Vương đó chị, ở đó họ xây dựng cái khu chung cư đó để mà chuyển những người chấp nhận di dời đi, đền bù những căn hộ bên đó cho họ. Và những căn hộ bên đó có giá là như thế nào, cái giá đền bù của họ là như thế nào chị ha? Đó là chung cư 243 Tân Hòa Đông có giá đền bù á, đơn giá căn hộ tái định cư dao động trong khoảng là 24 triệu mét vuông nè, đến 26 triệu một mét vuông nè. Căn hộ là 48 mét, 50 mét, 51 mét, 68 mét. Thì căn hộ dao động có giá từ 1 tỷ 262 triệu đến 1 tỷ 690 triệu. Đó, một căn có dao động như vậy. Giá là 24 triệu mét vuông đến 26 triệu mét vuông. Và diện tích căn hộ là 48, 50, 59, 68. Và căn hộ có giá là 1 tỷ 262 triệu đến 1 tỷ 690 triệu trên một căn. Đó là cái căn hộ mà người ta sẽ đền bù. Không không đền bù cho những người ở đây chuyển đi, nôm na là dùng cái từ phổ thông như vậy cho anh chị. Em đang mang hai khẩu trang, hai cái khẩu trang cộng với đứng nói ngoài đường nữa nên nó khá ồn anh chị nha. Ok, đây là cái mặt bằng, chúng ta nhìn xem mặt bằng này người ta đã ủi, đã lắp hết rồi nè anh chị. Mình cùng đi vào xem. Đã sang ủi, đã lắp rồi anh chị nha. Công nhà nó lắp cũng đẹp với anh chị, bằng phẳng kia anh chị. Đây là mấy anh đang lượm ve chai rồi nè. Ok, chúng ta coi con kênh này nó ra sao. Trong suốt con kênh là dài 1.500 mét hơn, nhưng mà theo thống kê là chỉ còn 30 mét thôi chị. Một con kênh mà dài ngàn hơn 1.500 mét, hơn một cây số, gần 2 cây số, nhưng chỉ còn được 30 mét là không bị lấn chiếm. Như vậy là toàn bộ con kênh này bị lấn chiếm một gần như là 99%. Một con kênh mà anh chị nghĩ xem, nó còn rộng chưa tới 1 mét nữa mà toàn rác không à, thì sao nước lưu thông được, đúng không? Và con kênh này thì ngày xưa là bị lấn chiếm khoảng hơn 30 năm về trước, thì người dân bắt đầu lấn chiếm xây dựng nhà. Họ mua đất một phần và một phần thì họ sẽ lấn chiếm để xây dựng thêm các cái công trình phụ của mình. Và rác thải, phân, nước tiểu, đồ thì đi đâu? Tất nhiên nó sẽ thải ra dòng kênh này rồi. Một số thì họ sẽ làm nhà vệ sinh phía trong anh chị, nhưng mà một số thì thải ra trực tiếp qua dòng kênh này luôn. Anh chị nha, không không phải là ai cũng sẽ thải ra. Nhưng mà một số thì họ sẽ thả ra dòng kênh này luôn. Ra dòng kênh này đây.
À, bên dãy này thì họ đã đi khá là nhiều rồi anh chị. Ô mưa rồi. Ô sao mà xua dưới vậy trời. Ô trời ơi trời nắng mà mưa đôi lúc. À, anh chị biết sao không? Cái khu này anh chị, cái khu này ai ở khu này, đặc biệt là cái khu bên kia là cái khu tạo ra dòng tiền rất là lớn luôn anh chị. Họ cho thuê mặt bằng thì họ cũng kiếm được tiền, mà họ kinh doanh cũng kiếm được tiền luôn. Là cái khu đông nhất và sầm uất nhất của Sài Gòn mà đền bù cho họ. Họ mang cái tiền đền bù đó họ đi, họ không mua nổi được một căn nhà thì làm sao họ chịu được anh chị? Bản thân anh chị hoặc bản thân em cũng vậy, sẽ không chấp nhận điều đó. Khi mà chúng ta họ ở đây, họ tạo ra một cái dòng tiền rất là lớn, ổn định cuộc sống, và mà khi chuyển đi, thứ nhất là không mua được căn nhà, thứ hai là cuộc sống họ phải bắt đầu làm lại từ đầu, không có mặt bằng kinh doanh vân vân, thì họ không chấp nhận chuyển đi là điều rất rất là đương nhiên, rất rất là bình thường thôi. Ở đây máy họ đang đập đập một số căn nhà rồi nè anh chị. Bây giờ họ đập phải lấy sắt anh chị ha, đập lấy sắt. À, từ kênh Vạn Tượng, từ con đường Kim Biên mà chạy về đây thì có khoảng 126 căn nhà bị ảnh hưởng nha anh chị. 126 căn nhà bị di dời. Đây mấy căn này đi hết rồi nè anh chị. Đây mấy căn này đi hết luôn rồi. Bây giờ thì cho người ta tới ta gỡ gỗ ta bán thôi chứ sao giờ. Đây anh chị nè. Đi hết luôn rồi anh chị nha, mấy căn này đi hết rồi. Đây, có nghĩa là họ đã chuyển đi rồi nha. Họ đã chuyển đi hết rồi. Đây, trước đây là một cái bãi, một cái chành xe. Một cái chành xe anh chị. Ngô Nhân Tịnh, à, từ này trở về sau, từ cái đoạn này trở về cái đoạn mình đã đi rồi đó, thì có khoảng 126 căn nhà bị di dời anh chị nha. Tổng diện tích mà di dời á, tổng diện tích là hơn 5.000 mét vuông. Rồi, mình nói về cái kênh anh chị thấy không? Cái dòng kênh này nó sạch không? Cá này anh chị. Ồ, cũng có cá chết nè. Nhưng mà cái dòng kênh này anh chị thấy nó sạch không? Cá bao la luôn, cá bát ngát luôn. Và người ta cho thức ăn cho cá nhiều lắm anh chị. Chiều về họ thả thức ăn cho cá. Đó, cái dòng kênh anh chị thấy cá bao la luôn. Sau này khi dòng kênh này nó thông thoáng rồi đó, nước nó sạch sẽ rồi đó, thì nó sẽ tương tự như thế này anh chị. À, người ta sẽ thả cá một phần, rồi thả cá, rồi trồng cây, rồi rất là đẹp, mát mẻ sạch sẽ. À, và cái đoạn này có báo thì họ sẽ nói thuộc giai đoạn 1, có báo thuộc giai đoạn 2. Em nói thì nó chồng chắc thông tin như vậy luôn anh chị. Bây giờ em không biết nó thuộc giai đoạn 1 hay giai đoạn 2. Báo Tuổi Trẻ thì không nói giai đoạn 1, báo Dân Trí thì nói giai đoạn 1, rồi báo Pháp Luật Đời Sống, rồi nói chung là nhiều báo lắm, không có tờ báo nào mà đưa thông tin nó giống nhau cả. Đó, có cái đoạn này có người nói là thuộc giai đoạn 1, có người nói giai đoạn 2. Và cái khu này nó không đẹp bằng cái khu lò gốm anh chị. Cái khu đầu đường lò gốm, cây xanh. Và đặc biệt là cái móng anh chị, à, cái người ta thi công cái đó đó. Cái giai đoạn 1 thì bằng đá, đá xếp lại. Còn giai đoạn 2 thì bắt đầu họ sẽ làm cải tiến hơn, là xếp lại bằng những viên gạch. Bằng những viên gạch anh chị nha. Đó, bằng những viên gạch. Rồi, bằng những viên gạch nha. Ok, chúng ta cùng đi tiếp anh chị ơi. Trời sắp mưa, pin sắp hết. Trời sắp mưa và pin sắp hết nữa anh chị. Hôm nay thì em sẽ đi, à, gọi là đi từ giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 luôn anh chị nha. Ok, cái đoạn này thì họ thi công từ năm sau năm 2017 anh chị. Chính xác năm nào thì em không có biết được. Bởi vì lúc đó em chưa làm YouTube cho nên em cũng không có biết được. Không có tìm hiểu, không có theo sát cho nên không biết.
nhưng có vẻ là họ thi công chưa xong, chưa hoàn chỉnh này, nhìn thấy nó còn sơ sát và tiêu điều lắm, nó không như là đầu đường lò gốm rất là đẹp, đổ bê tông đồ trồng cây rất là đẹp luôn. À, cái đoạn này thì anh chị phải cho em chạy xe lên thôi, chứ còn để mà em chạy để xe dưới lòng đề đường là rất dễ gây tai nạn. Cho nên anh chị có buồn thì cũng phải chịu thôi anh chị, em phải chạy xe lên lề luôn, em phải chạy xe lên trên luôn, chứ còn để xe dưới đây không được. Rồi bây giờ em chạy xe lên trên luôn anh chị nha. Đây em chạy xe lên trên luôn, chứ em mà để xe ở dưới đây á là dễ gây tai nạn, tội cho người ta lắm, tội cho người ta anh chị à. Em chạy xe lên giờ anh chị chửi em cũng chịu, chứ không thể để ở dưới được. Ồ hay quá, múc nước lên. À, quay được cái cảnh này hay quá anh chị ơi. À trên kia họ làm cái hồ chứa nước. À sắp tới như vậy là họ sẽ thi công cái con kênh này anh chị, họ sẽ thi làm cái đoạn này nha. Cái đoạn trên kia họ làm rồi, cái đoạn trên đây á, cái đoạn này luôn nè, mà đoạn cuối thì họ làm rồi. Và bắt đầu thì họ có mặt bằng cái đoạn này rồi nè. Có mặt bằng cái đoạn này thì bắt đầu họ sẽ thi công cái đoạn này. Họ làm cuốn chiếu anh chị, có mặt bằng ở đâu thì họ sẽ làm ở đó. Họ múc nước lên để họ thi công cái đoạn này. Ồ, cái nước này sao họ không dùng máy bơm mà hút? À không được anh chị. Dùng máy bơm hút đổ xuống cống, rồi ở cống nó cũng chạy ngược lên đây lại thôi. Chính vì vậy mà họ phải làm một cái hồ chứa phía trên này để chứa nước. Mà cái này mùa mưa làm cũng cực anh chị ha. Mùa mưa thì không biết là sẽ đưa nước đi đâu, không biết hút nước lên đâu. Bởi vì hút nước lên thì nước nó là chạy ngược lên đây lại. Đó là cái nỗi đau lớn nhất khi thi công con kênh này. Đó là cái rào cản lớn nhất mà thi công con kênh này đây. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục video anh chị ơi. Trời cũng mới mưa xong. À, hy vọng rằng trời sẽ không mưa để mà họ còn thi công. Chứ trời mưa thì họ không thể nào thi công được anh chị. Nước nó đầy cái con kênh này, không tài nào có thể thi công được cả. Cũng hy vọng rằng trời sẽ ngưng mưa. Bởi vì nước hút lên thì cũng biết không biết đưa đi đâu. Bởi vì dòng kênh này lúc này nó là cái nơi hứng nước mà. Nhưng mà bây giờ nó đã bị lấp như thế này rồi thì làm gì chỉ có chỗ thoát nước nữa. Bây giờ thì cũng đã hơn 12 giờ trưa, khoảng tầm 12 giờ 20. À, lúc này thì anh em công nhân họ đã nghỉ trưa rồi nha anh chị. Anh chị thấy không? Em thấy thi công cái này nó hơi đơn giản đó chị. À, người ta tạo mặt bằng xong nè. Ở thế này thôi, xong rồi họ bỏ bao cát vô. Họ bỏ bao cát xuống rồi họ bỏ đá lên, bỏ viên gạch lên, như vậy là xong đó anh chị. Và cái đoạn kênh này thì họ dùng viên gạch, còn cái giai đoạn 1 thì họ dùng đá để lót anh chị nha. Đá, còn lót này thì họ dùng gạch nè. Cái này em gọi là viên gạch nha.
Ok, mình cùng đi tiếp tục trên giai đoạn 2 anh chị. À, bên ngoài đây họ giải tỏa nhà hết rồi nè anh chị ơi. Ngay đây là phía sau chợ lớn nha. Cái đây phía sau chợ lớn, cái nơi là bộ mua bán sầm uất của chợ lớn đây. Đây, giai đoạn này bị được giải tỏa đi hết rồi. Và giá đền bù của giai đoạn này cao nhất là 100, để em coi là tờ giấy coi. À, cao nhất là 100 mấy bao nhiêu triệu đây. Đường Phan Văn Khỏe là cái mặt tiền đường buôn bán kinh doanh sầm uất, cho nên họ có giá đền bù cao hơn. À, bên đây anh chị nha, thì đường Phan Văn Khỏe có giá đền bù thấp nhất là 44 triệu và cao nhất là 123 triệu. Đường Bãi Sậy có giá đền bù thấp nhất là 41 triệu và giá đền bù cao nhất là 115 triệu, tùy vào vị trí anh chị nha. Vậy con đường Phan Văn Khỏe trước mặt chúng ta có giá đền bù cao nhất là 123 triệu trên 1 mét vuông. Đó là con số mới nhất của tháng 10 năm 2023. Giá đền bù, thang giá đền bù của tháng 10 năm 2023 nha anh chị. Ở một căn nhà đây đúng là hiên ngang bắc khuất thiệt anh chị. Ở gần như là chuyển đi hết rồi, nhưng mà bản thân họ thì vẫn chưa đi. Rất là hiên ngang, một mình chống chọi với tất cả. Căn nhà này đây. Ok, mời anh chị cùng đi tiếp trên giai đoạn 1, à, giai đoạn 2 anh chị ơi. Anh chị thấy kinh khủng không? Con kênh ngày xưa là trên bến dưới thuyền mà bây giờ nước cũng không chảy được luôn. Thì anh chị biết rằng nó thật sự là quá nguy kịch rồi, cần phải khơi thông dòng chảy để chống ngập, để chống ngập cho thành phố. Bên đây họ giải tỏa hết rồi và đi hết rồi luôn anh chị ha. Chút nữa em qua bên đây luôn anh chị. Em đi bên đây xong, em đi bên đường Bãi Sậy xong, em sẽ qua bên con đường Phan Văn Khỏe. Anh chị thấy rác không? Ngập tràn rác. Người ta ở đây gần như là người ta không quăng rác bên ngoài nữa, họ quăng rác hết cái gì mà sâu sao á. Họ không đưa rác ra bên ngoài đường nữa. Rác không là rác luôn anh chị. Nói chung là mấy anh chị ở đây phải hy sinh để đi thôi. Nói chung là mấy anh chị đi biết là đó là sự hy sinh của mấy anh chị để những người ở lại họ có được cái môi trường sống tốt hơn. Thật sự là cái giá đền bù cho anh chị để anh chị mua nhà mới nó không thấm thoát vào đâu cả, không đủ, không đủ để mua nhà đâu. Nhưng mà nếu anh chị không đi thì người ta cũng sẽ cưỡng chế. Đó, bên đó là họ đã chuyển đi hết rồi anh chị ha. Một phần thôi chứ cũng chưa đi hết anh chị. Bên đó là con đường Phan Văn Khỏe, bên đây là con đường Bãi Sậy. Nói chung họ thi công rồi nhưng mà chưa đồng bộ, họ mới thi công phần thô thôi. Còn cây cối tất cả mọi thứ thì họ mới trồng sơ sơ và thấy chăm sóc cũng khá là sơ sài. Cái đoạn đẹp nhất là giai đoạn 1 anh chị, cái đoạn 1 á, giai đoạn 1 đường lầu gốm họ làm rất là đẹp luôn. Và nói rằng là nhìn mê luôn. Ồ, cây bàng là nó mọc giữa kênh luôn này, hỏi sao mà rác rồi nó chảy được, nước nó lưu thông được. Một cái con kênh mà trên bến dưới thuyền cách đây khoảng là 50 năm về trước mà bây giờ nó trên là nhà, dưới là trên, dưới trên là nhà, dưới là nhà luôn. Ok, về cơ bản thì cái đoạn này họ đã thi công xong một phần, bây giờ họ đã thi công cái đoạn mới chị nha. Thì phần lớn thì họ thi công cuốn chiếu và nhìn cách thi công thì cũng khá là sơ sài như nhiều video trước em đã giới thiệu cho anh chị. Giai đoạn 1 thì họ dùng gạch để mà lót cái kênh. Nhưng mà bây giờ thì họ dùng viên này, em gọi là viên bê tông. Hay dùng viên gạch đi ha. Đây anh chị. Con kênh, cái giai đoạn 1 anh chị, con kênh nó rộng hơn. Và cái con kênh cái đoạn này thì có chiều cao từ 4 đến 6 mét. 4 đến 6 mét và chiều rộng là 14 đến 16 mét. Còn giai đoạn 1 là ngay đoạn đoạn lầu gốm anh chị, nó bự gấp đôi thế này luôn. Theo ông nghĩ là nó gấp đôi con kênh này luôn. Bởi vì cái giai đoạn ở ngoài đó, bởi vì cái đoạn lầu gốm nó bự hơn, bởi vì nó là cái hồ chứa nước luôn anh chị. Nó vừa là con kênh, vừa là cái đoạn để chứa nước để mà cái trạm bơm hút nước lên xử lý nước trước khi thải ra kênh lầu gốm, cho nên là nó bự hơn anh chị nha. Cái đoạn này thì nó nhỏ hơn. Cái đoạn này thì nó chảy về kênh lầu gốm và kênh lầu gốm là cái nơi hứng lượng nước khu này, cho nên kênh lầu gốm nó sẽ lớn hơn, to hơn để nó giữ nước nữa.
Ok, đây là một cái series mà em sẽ quay lại hết giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Em sẽ up lên trong vòng một ngày luôn nha. 1, 2, 3, tối nay về up lên trong vòng một đêm luôn. Để anh chị có thể xem được hết, hình dung ra được. Còn bay lên cao thì cũng không bay được anh chị, không bay lên cao được rồi. Bên đây thì họ đã thi công xong về cơ bản. Nói chung là cái đoạn này họ giải tỏa mặt bằng hết anh chị, mặt bằng không có trống đâu. Về cơ bản là họ đã giải tỏa đền bù và chuyển đi hết, thì họ mới có mặt bằng để thi công cái đoạn này. Ok, ngay cái đoạn này em đã quay 2 đến 3 video rồi nha. Và hôm nay thì giờ nghỉ trưa rồi, cho nên mình không thấy công nhân nào thi công ở đây cả. Ok, và giai đoạn 2 tới đây là hết rồi anh chị nha. Con đường Phạm Đình Hổ. Giai đoạn 2 kéo dài từ... em không để xe dưới đường gì nha, bởi vì em sợ là sợ gây ra tai nạn, cho nên em phải chạy xe lên lề, mong anh chị thông cảm nha. Đó, con đường nó mà nhỏ thế này mà em còn để xe dưới lề nữa, thật sự nó dễ gây tai nạn lắm anh chị ạ. Đó, bây giờ sao mà xuống đường được đây? Khổ à. Ôi chà. Rồi, giai đoạn 2 là tới đây là kết thúc anh chị. Qua bên kia giai đoạn 3 và chút nữa em sẽ quay giai đoạn 3 cho anh chị xem nha. Đây, giai đoạn 2 là tới con đường Phạm Đình Hổ anh chị nha. Có chiều dài là 500 m anh chị. Có chiều dài giai đoạn 2 có chiều dài là 500 m. Và số căn nhà bị ảnh hưởng thì em nghĩ đâu đó lên tới gần 300 căn nhà bị ảnh hưởng chứ không có ít. Gần 300 căn nhà bị ảnh hưởng phải di dời. Và tổng số vốn đầu tư cho cái dự án này là 2.000 tỷ anh chị nha, 2.000 tỷ. Và riêng giai đoạn 1 thì đã thi công là hết 300 tỷ. 2.000 tỷ đó không biết là bao gồm tiền đền bù luôn hay là chỉ tiền thi công mà thôi. Bởi vì em không có làm xây dựng, em không ước chừng được chi phí của nó ha. Nhưng mà 2.000 tỷ là tổng của dự án này. Và giai đoạn 1 thì đã thi công hết kinh phí là 300 tỷ rồi đó. 2.000 tỷ em nghĩ là trong đó có tiền đền bù luôn rồi, đền bù nhà cửa luôn đó. Ok, đây là con đường Phan Văn Khỏe, và con đường Phan Văn Khỏe là con đường mua bán sầm uất, cho nên là có giá đền bù nó cao hơn con đường Bãi Sậy. Bãi Sậy thì 115 triệu là cao nhất, còn con đường này có nơi đền bù tới giá 120 mấy triệu anh chị, 123 triệu. Và tất nhiên cũng có nhiều anh chị là không chịu đi, bởi vì ở vị trí này người ta thứ nhất là trung tâm thành phố, con cái ăn học và thuận tiện, việc làm cũng thuận tiện, có khi họ còn buôn bán kinh doanh được, họ tạo ra dòng tiền, tạo ra cái nguồn tiền được, mà bây giờ bắt họ đi thì họ khó đi. Đúng là cái đoạn này thì họ đã thi công giải tỏa đền bù xong rồi và họ cũng đang thi công anh chị ha. Ok, và cái đoạn này người chịu đi và người cũng chưa chịu đi. Và nếu mà không chịu đi thì người ta sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế. Và đọc trên báo thì người ta nói rằng chưa có trường hợp nào bị cưỡng chế. Trong thời gian chuẩn bị cưỡng chế thì họ đã vận động người dân và người dân chấp nhận đi. Cho nên là theo báo chí thì chưa. Nhưng mà theo thực tế thì em nghe kể là có rồi. Và chi phí cưỡng chế và tiền phạt rất là cao nha anh chị. Nếu mà căn nhà nào họ đủ điều kiện để mà đền bù hỗ trợ, đền bù căn hộ ở 243 Tân Hòa Đông, và 243 Tân Hòa Đông có giá một căn hộ có giá là 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 7 một căn, và dao động từ 22 triệu đến 27 triệu trên 1 m². Đó là giá của căn hộ. Đây hết đường rồi. Đây là bên con đường Phan Văn Khỏe nha anh chị. Cái khu này cái khu tái định cư là bên lô B 243 Tân Hòa Đông anh chị nha. Thì chút nữa em sẽ qua đó quay cái lô B đó để up lên video luôn cho anh chị xem. Cái khu này. Khu này là đi một phần rồi nè.
mình hỏi cũng được anh chị, mà bây giờ họ buồn rồi, họ đi là họ buồn rồi, và mình có còn tới hỏi khi nào chú đi nữa là buồn hơn nữa, cho nên cũng không nên hỏi, không nên tương tác anh chị nha, mình chỉ đi quay thôi là được rồi. Ok, cái đoạn này thì sau này giải tỏa đền bù hết luôn anh chị nha, không còn căn nào của khu này cả anh chị, đi hết luôn nè. Khu này họ sẽ xây cái công viên hai bên, sẽ xây cái công viên hai bên giống như cái khu lò gốm cả anh chị đó, giống như cái đường sát cái kênh lò gốm đó. Đây là phía sau chợ lớn, và khu này có giá đền bù là cao lắm anh chị, không phải là cao lắm nhưng mà cao nhất so với cái khu vực này, cao nhất so với khu vực này nha, chứ còn không phải là cao so với, vì bởi vì là họ mang cái số tiền được đền bù này đi, họ không mua được một căn nhà tương ứng với căn nhà họ đang ở đâu, cho nên là không thể gọi là cao được. Ok. Ồ, cái vị trí này quá đẹp luôn anh chị. Ngay vị trí trung tâm chợ. Bên ngoài nó bán sướng hơn trong chợ anh chị nha. Bán sướng hơn trong chợ rất là nhiều đó. Bởi vì chợ chật hẹp, còn phải gửi xe mới vào được. Còn bên ngoài đây họ chạy xe tới. Thứ nhất là họ chạy xe tới họ giao hàng, chạy xe tới lấy hàng. Rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc. Còn trong chợ vừa chặt vừa hẹp, vừa bắt tiền nữa, cho nên bên ngoài chợ lúc nào cũng tiện lợi hơn. Cái khu đây còn một vài căn họ chưa chịu đi nè. Và cái khu đây anh chị biết sao không, cái đoạn này đoạn lấn chiếm chứ không phải là đoạn, cái đoạn này đoạn lấn chiếm nha. Đây bờ kênh này ngày xưa là thuyền đi ra vào được, mà bà con mình lấn chiếm để mà xây nhà trên kênh, thì những căn này em không biết là có được đền bù hay không. Đền bù chắc là có được đền bù, mà với đơn giá chắc là rất là rẻ ha, bởi vì những căn nhà này mình nhìn thấy biết được rằng họ xây lấn chiếm trên dòng kênh nè. Đây họ xây lấn chiếm trên dòng kênh nè anh chị. Ồ, cá mà nướng, cá mà phơi bụi với là ruồi rồi sao ăn nổi ta. Đoạn này là họ giải tỏa rồi anh chị nha, đền bù giải tỏa là dân chịu đi rồi. Đây cái đoạn này dân chịu đi rồi nha. Ở đây thì còn một vài căn nữa thôi. Cái căn này để mình quay vô nè, mình quay phía sau rồi nè. Dạ, không ạ. À. Dạ, không ạ. À. Ok, cái khu này là dân họ chịu đi rồi anh chị. Cái khu này lúc trước buôn bán sướng lắm, chỗ này xe ra vào thoải mái luôn, xe tải, xe hơi gì, xe gì ra vào cũng được. Đất nhà đây rộng nữa chứ anh chị. Một phần đất của họ đã dài rồi mà họ còn lấn chiếm ở bên ngoài nữa, trên rất là dài luôn, cho nên là ở đây họ buôn bán rất là sướng, mà bắt họ đi thì rất là khó khăn, cho nên cái việc giải tỏa đền bù nó diễn ra một thời gian dài là hoàn toàn đúng thôi. Năm 2015 2017 tới nay thì cũng mất nhiều năm họ mới chịu đi, bởi vì họ bỏ một cái nơi mà họ tạo họ con cái ăn học, một cái nơi mà đáng để sống thế này, bắt họ đi thì xem họ chịu đi được đúng không anh chị. Và cái đoạn này lúc trước là có nhiều người họ nói giai đoạn 1 anh chị nè đó, có nhiều báo chí họ nói khu này thuộc giai đoạn 1. Đây cái đoạn này anh chị, cái đoạn này được đưa vào khai thác sử dụng rồi, thì nhiều người họ nói khu này thuộc giai đoạn 1 nha, nhưng mà mình không biết được. Báo chí tờ thì nói giai đoạn 1, tờ thì nói giai đoạn 2. Thật sự là mình nói cho anh chị biết thôi chứ em không biết được giai đoạn 1, giai đoạn 2 cái đoạn này thôi. Đây anh chị. Bởi vì ban quản lý họ không có một cái trang web thống nhất
Đôi lúc họ có đó nhưng mà họ không có sale. Họ không có sale thì mình tìm nó không có ra. Nó nằm dưới, nó nằm trang thứ mấy chục mà mình tìm không ra. Mình tìm không ra thì không lấy được thông tin. Ở các tờ báo họ viết bài xong họ sale bài viết anh chị, họ chạy quảng cáo trên cái fanpage rồi vân vân, họ sale bài viết. Chính vì vậy bây giờ mình gõ mình tìm ra đó chỉ ra thông tin các bài báo thôi, còn cái trang web của ban quản lý, ban di dời, kênh hàng bàn thì họ viết bài xong họ để đó, đôi lúc họ viết bài còn không chuẩn SEO nữa. Không chuẩn SEO thì nó không thể nào lên top được, không lên top được thì mình không thể nào tìm được cái trang web đó để mà tìm đọc thông tin anh chị ạ. Đây cho trời mưa anh chị, trời mưa người ta mới che bạt nè, khỏi thấm nước vào nhà nè đó. Có mấy căn nhà này là chắc họ đi cũng nhiều rồi đó anh chị. Nhìn căn nhà mà nằm trong khu quy hoạch sập sệ, không được xây dựng, mình nhìn thấy nó thảm quá anh chị ha. Nó làm từ các cây gỗ mà cách đây khoảng thời thời Pháp luôn anh chị. Nó có từ thời Pháp luôn mà, cho nên bây giờ nhìn nhà cửa rồi nó sập sệ là đúng rồi. Đi hết rồi anh chị, mấy căn nhà đi hết rồi nha, đi hết luôn rồi nè. Đi hết luôn rồi. Căn này thì họ đập luôn rồi, họ bên ban quản lý họ đập rồi. Ban di dời họ đập rồi. Còn căn nhà này mới dọn đi. Đồ anh chị thấy căn nhà không? 5 15 20 25 m. Hơn 25 m vuông. Hơn 25 m vuông và một lửng một lầu. Hơn 25 mét vuông là một lửng một lầu anh chị ha. Phía sau kia thì có phía sau cùng nữa thì có một cái khoảng trống nữa, chiều dài 25 mét. Căn này chưa đi nè, căn này thì họ đi rồi. Bên này có hội quán Nghĩa Thuận, chùa Quang Đế, hội quán Nghĩa Thuận, chùa Quang Đế. Đây là gọi là di tích lịch sử luôn anh chị. Di tích lịch sử, những công trình kiến trúc của người Hoa còn lại ở Sài Gòn, của người người Hoa xưa còn lại ở Sài Gòn. Để coi mấy căn này đi nhiều chưa. Căn này đi rồi nè anh chị, căn này đi rồi nè. Đây căn này đi rồi nè. Căn bên này đi luôn, căn này đi luôn rồi. Căn này họ cũng dọn đi luôn rồi. Mấy căn này thì họ cũng đã dọn đi hết rồi anh chị. Đây là mình đang đi trên giai đoạn 2, giai đoạn 2 của kênh hàng bàn anh chị ha. Đây là con đường Phan Văn Khoải. Và cái đoạn này họ chuyển đi rất là nhiều luôn rồi nè anh chị. Họ chuyển đi rất là nhiều luôn rồi nè. Đây, anh chị, họ làm bằng gỗ là chính anh chị. Những cái nhà này có từ thời Pháp rồi mà, lúc đó làm bằng gỗ rồi thôi à. Ồ, gỗ có sắt không? Có cũng có hai cây sắt hai bên thôi. Hai cây sắt hai bên thôi. Còn lại các cái cây lót sàn là bằng gỗ hết. Và nhìn qua thì thấy cái cây gỗ này nó còn chắc chắn luôn anh chị. Cái 50 này thật sự 50 rồi còn chắc chắn. Và xong video này thì em sẽ đi thêm giai đoạn 3 nữa anh chị ha. Và cũng hy vọng rằng anh chị sẽ ủng hộ kênh, ủng hộ sẽ xem video về giai đoạn 3. Cái đoạn này đưa máy máy xúc vào nó đập thì cũng nhanh thôi anh chị, nó có lâu đúng không? Phần lớn là mình thấy là bằng gỗ thì những căn nhà mà chuyển đi rồi đó, mình thấy có một sự trùng hợp là họ làm bằng gỗ là chính. Còn căn nhà bên cạnh thì họ có đổ bê tông, đổ trụ này, họ đổ 1 1 2 3 4 5 cây trụ, họ đổ 5 cây trụ.
Và sau này những nhà được hưởng lợi lớn nhất là những nhà bên này nè anh chị ha. Đó, đây là phía sau chợ Kim Biên nha. Và sau này những căn nhà này được hưởng lợi lớn nhất bởi vì phía trước là công viên, cho nên là họ thoải mái để hàng, để đồ bên ngoài đường, để đồ trên lề đường công viên. Họ là người được hưởng lợi lớn nhất. Ok, mình đã tới kênh Vạn Tường anh chị. Kênh Vạn Tường, đường Vạn Tường. Bên đây đường Vạn Tường và bên kia là đường Kim Biên. Đường Vạn Tường. Đường Vạn Tường. Cái kênh Hàng Bàng ngày xưa còn có một cái tên, trước đó là tên kênh Bãi Sậy, và trước đó còn một cái tên, tên bằng tiếng Pháp nó rất là dài luôn, em không đọc được. Ok, thì cái đoạn này còn có nhiều báo sách họ ghi là kênh Vạn Tường nha anh chị ha. Rồi, video của em tới đây cũng đã kết thúc giai đoạn 2. Đây là video thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 2 tới đây xin được kết thúc. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã theo dõi video của kênh Sài Gòn Vlog. Xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ở đây không biết nó làm đây là cái lỗ gì ta, cái cống gì đây. Đây là nếu mà trên bản đồ để coi nó ghi đây là cái gì anh chị nha. Đường Vạn Tường, đường Kim Biên. Đường Vạn Tường, đường Kim Biên anh chị.